Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu xây dựng Thuận Châu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Đảng bộ huyện Thuận Châu chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21 phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương đơn vị một trong ba khâu đột phá được huyện quan tâm triển khai đó là phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển rừng sản xuất gắn với các cơ sở chế biến lâm sản phù hợp với nguồn nguyên liệu, thúc đẩy và mở rộng nông lâm kết hợp hướng theo thị trường, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện đã chỉ đạo cải tạo hơn 3.500 ha cây ăn quả, ghép trên 10.000 mắt cây ăn quả giống chất lượng cao. Hình thành 11 liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm xoài, cam, bơ, thanh long ruột đỏ, chanh leo, nhãn, nhãn hữu cơ, cà phê. Có 21 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với diện tích trên 330 ha, có 10 mã số vùng trồng các loại cây ăn quả với tổng diện tích trên 220 ha. Huyện cũng duy trì và phát triển gần 5.600 ha cây cà phê trên 1.400 ha trẻ.